nó vẫn còn là cái thể tướng, chứ nó chưa có lọt khỏi ở trong cái định luật. Chỉ có cái biết của trí huệ bát nhã là cái gốc của chân không đó, nó mới là không có cái chỗ sanh diệt. Chứ một ngày nào mà chưa đi vào cái chỗ chân không rồi đó thì tất nhiên ở cũng còn ở trong cái hiểu biết của tri thức, mà tri thức là sanh diệt thì làm sao có cái chỗ để giải thoát. Chỗ đó cho nên đối với cái đạo mà khi đã hiểu. Hiểu Phật là gì, nhưng mà tôi nói thiệt tình á, tôi khi hiểu được, tôi nói cái từ mà Đạt Ma Tổ Sư đó trả lời đó, nó chính xác. Tôi hiểu ra một cái, để xem thử coi thời gian sao, cái gì vậy, tôi hiểu ra một cái chính xác vô cùng. Ông trả lời trên đời này làm gì có Phật. Đúng. Chính bản thân ổng cũng không phải là Phật, ổng đã trở về với một cái thể tánh nguyên thủy. Thể tánh nguyên thủy là thể tánh vô sanh, không sanh không diệt của thế giới vĩnh hằng. Đó, thì cái đó nó gọi là gì? Mà giờ kêu Phật là Phật ở đâu? Bởi vì nói trên đời là làm gì có Phật, là cái chỗ đó đó. Ông trở về cái thể tánh đó rồi đó. Biết rồi, nói không có luôn, không biết gì giống ông thì Phật là cái gì? Cái người không biết đạo luôn. Đó, thì Phật là cái gì? Đâu có Phật. Mà ông đã trở về với thể tánh nguyên thủy. Đó đó. Bởi vậy tôi mới nói đến cái chỗ mà khi tìm sâu hiểu rõ rồi đó, những cái lời của tổ sư nói á, nhiều khi mình nghe nó thất qua cái mình không hiểu. Hồi đó tôi đâu có hiểu đến cái vấn đề Đạt Ma tổ sư trả lời một câu đó, tưởng đâu là, mà hãy hỏi nhiều người thứ coi, tại ông muốn bác ông Vua Lương Võ Đế là vì ổng còn chấp tướng, đặng mà phá tướng ổng thôi, chứ thực ra ổng nói đúng chứ. Ổng nói đúng cái nguyên thể đó đó. Nhưng trên đời này không có Phật. Chưa hiểu tới nên thành ra mình thấy nó là chón. Ổng trả lời đúng rồi. Thì sao nó phi lý ha. Nhưng mà cố kỹ mới thấy có lý. Vua Lương Võ Đế hỏi ông có biết ông là ai không? Ổng nói không. Ai? Giờ nói ai bây giờ? Ngài là một cái thể tánh nguyên thủy, nó bây giờ nó tôi là ai? Người không biết ai để nói. Tôi là ai? Bạn ơi, coi tới đó người mới thấy thiệt là nó vi diệu. Lận đó nó sâu ha. Đó. Hiểu tới đó đi. Mình nói đạo mà lận sâu quá, kẻ sơ không có biết đồng tu nha. Đúng rồi. Ai cũng tùy theo người. Thì đó đó. Dù anh em mình nói là mình chấp nhận liền được. Có những đồng đạo như cái chú Hạng ở kế bên trại đó. Tôi không nói được cái gì cho chú hiểu hết trơn. Nói ra chú không có hiểu không gì được. Không hiểu gì cái họ còn chê mình đó, nói thì mình đó. Nói vậy nữa đó. Còn nói mình nói còn đâu. Anh nói ra là tôi nhận được tiền. Tại vì mình đã có trình độ để nghe. Thì khi anh nói là tôi nhận ra được. Thành ra ví dụ như tôi nói á, cái chú kia hỏi gì chứ chú có biết hiện giờ chú là ai? Hỏi tôi. Chú nói tôi là ai? Tôi cũng không biết tôi là ai nữa. Hỏi tại sao ạ? Anh không biết anh là ai thì tôi nói bởi vì cái thể tánh của tôi nó đâu có tên, đâu có tuổi. Đâu kêu nó đâu. Không biết kêu nó là gì vậy? Kêu hỏi tôi là ai, tôi biết trả lời là tôi là ai. Đó, cho nên mình mới thấy những cái mà Phật Pháp khi đã hiểu sâu rồi ha, nó dùng danh từ nội gọi là trí huệ tâm Pháp đó. Cái này là nó đứng vào cái vị trí thứ hai của trí huệ. Bởi nói từ ngữ cũng là tạm gọi thôi mà. Các danh từ từ ngữ, kể cả từ ngữ Phật học cũng là tạm gọi mà thôi. Dạ. Coi như cái nhìn của mình đó thì nó có một cái góc độ. Nhưng mà tôi nói gì đi, một ngày nào đó chưa trở về những cái tánh không, chưa trở về cái thể tánh thanh tịnh nguyên bản của nguyên thủy, đều là sống trong một cái thế giới của tri thức hiểu biết mà thôi. Không thể nào mình đi vào một cái chỗ mà nó tuyệt đối được và không sanh không diệt được. Chỉ là ở trên một cái hiểu biết của cái tri thức để mà luận giải thôi. Chứ cái hiểu biết đó nó vẫn còn là bản ngã, nó vẫn còn là sanh diệt, nó vẫn còn là cái thể tướng. Chứ nó chưa có lọt khỏi ở trong cái định luật.
chỉ có cái biết của trí huệ bát nhã là cái gốc của chân không đó, nó mới là không có cái chỗ sanh diệt. Chứ một ngày nào mà chưa đi vào cái chỗ chân không rồi đó thì tất nhiên ở cũng còn ở trong cái hiểu biết của tri thức, mà tri thức là sanh diệt thì làm sao có cái chỗ để giải thoát. Chỗ đó cho nên đấu với cái đạo mà khi đã hiểu được cái chỗ đó. Còn cái danh với đồng Trương Đông được có lĩnh chưa? Có nói chuyện nhưng mà ít có bàn sâu, chỉ nói chút lớn qua vài điểm thôi. Nhưng mà tôi đâu không hiểu tới cái chỗ đó. Tôi có nghe nói chuyện nhưng mà khi hiểu tới lĩnh tới còn cái chỗ mà cái tâm đó thì nó không có thấu được cái chỗ đó. Cũng như nãy tôi nói về giải thích về cái tâm đó, cái vận hành của tâm, dùng danh từ là vận hành của tâm để mà hòa vào cái thân để ứng dụng trong cuộc sống. Tất cả những cái nhất cử nhất động trong hiện tại đều là vận hành của tâm để mà hòa hợp với thân thôi. Cho nên khi mình thấy được cái gì mà nó ứng dụng trong hiện tại đều là tâm ứng dụng hết. Cho nên Đức Phật mới chỉ dạy cho mình là làm cái gì biết cái đấy. Cho nên Đức Thầy nói là mà cái chỗ lấy trí quán xét trước khi đưa tâm làm chủ trì mọi việc, hay là tất cả đều do tâm làm chủ. Dùng cái danh từ mà khó tìm cho gặp chủ nhân ông đó, ở đây nè, mình nắm được cái chủ nhân ông, thấy được tâm là thấy chủ nhân ông. Thì mọi vật gì mình làm mà mình không thấy tâm, cái gì nó cũng là tâm đó. Khi mình hiểu được rồi đó, nó tương quan. Ví dụ như nãy tôi nói ngũ thể của thân, ngũ thể của tâm đó, nó đều có cái sự tương quan với nhau hết, chứ nó không có rời. Khi mình đã hiểu được thì chính là cái Đức Phật nói chữ giác ngộ. Chữ giác tất nhiên lúc nào cũng thấy nó hết trơn, lúc nào cũng thấy nó. Cho nên cái danh từ của tri thức nó chỉ thiếu cái tỉnh, nó sửa lại ở phía trước là cái chữ tỉnh đó, nó là nằm ở bên cái giới giải thoát. Còn nếu mà ở trước nó là cái chữ tri á, là nó nằm trong sanh diệt. Mà chỉ có cái tỉnh giác á, tỉnh thức. Tỉnh thức á, thì cái này nó nằm ở trong cái sự giác ngộ. Mà hãy nói tri thức á, thì nó là một cái hiểu biết. Cái hiểu biết sanh diệt, hiểu biết của bản ngã. Cho nên mình tìm ra mình thấy nó, những cái mà nó huyền diệu, nó sâu kín trong đó. Cái sự an lạc của cái con người sống ở trong cái thế giới của vô sanh rồi đó, thì mới thấy cái màu nhiệm của Phật Pháp. Nghĩa là không có cái gì mà diễn tả. Bởi vì Đức Thầy nói là mùi đạo diệu gỏi nam khó sánh. Gỏi nam là cái gì? Người ta tưởng ví đâu, dụ như là người ta tưởng đâu là gỏi là đu đủ hay là ấy làm gỏi nam là đen, như đen là ấy ra ha. Thật ra cái chữ gỏi nam là cái sự chữ mà muốn nói đến cái tột đỉnh của cái sự quyền cao chức quý và cái sự mà sống của cái hàng dương giả tột cùng đó, hưởng thụ của hàng dương giả tột cùng đó, nó cũng không có bằng cái mùi vị của đạo vị. Mùi đạo diệu rồi đó thì dầu cho sơn hào hải vị hoặc giả là cái hưởng thụ khoái lạc á, của dương giả tột cùng cũng không thể nào so bì nổi cái mùi đạo diệu, sự an lạc của con người khi trở về với cái nguyên thủy của cái tâm nguyên thủy rồi đó. Sự an lạc đó không có cái gì mà nó có thể so sánh nổi. Cái gọi nam là muốn nói đến cái hưởng thụ cái sự khoái lạc của cuộc đời tột cùng của nó đó, không thể nào so sánh nổi cái sự an lạc của sự sống cái của cái tâm nguyên thủy, trở về thể tánh nguyên thủy của nó. Cho nên cái đó nó mới là một cái thật sự. Nên Đức Thầy mới dùng danh từ là mùi đạo diệu gỏi nam khó sánh.
chỉ hai chữ đạo diệu thôi mà không có cái gì so biết với bị nổi đâu. Chắc chị ở đây thì tôi nhiều ấy có khách nhà đó. Thôi vậy thì ở đây mình thấy tôi cũng soạn rồi tôi đi về. Dạ, bây giờ chú Tư cho con hỏi thêm điều nữa chú Tư về vấn đề mà ta nói năm quyển của Đức Thầy đó, mình có biết được ai ai viết không chú? Cái đó đó, nếu mà mình phân tách ra thì nó có. Nhưng mà nếu mà nói chung á thì nó vẫn có ở trong đó, nó đầy đủ. Trong quyển nhất nó vẫn có thánh, vẫn có tiên, vẫn có thần. Trong quyển nhì vẫn có hết. Nhưng mà nếu phân tích khởi đầu á, thì có riêng. Ví dụ như khởi đầu đó là Hạ Quan Ai đã hết đời, thì muốn nói đến ông thần, ông nói về thiên cơ thời cuộc. Mà luận ở trong nguyên cái quyển nhất á, nó đều có xen vào ở trong đó tục tiên rõ ràng. Chứ nó không nói riêng về ông thần, ông luận. À, rồi thứ hai á, quyển thứ hai nói về ông thần nhìn... là ông nào mình nói rõ luôn nha chú. Hả? Ông thần là ông nào mình nói rõ luôn. Thần đó là Nguyễn Trung Trực. Dạ. À, và trong giáo lý Đức Thầy nói là Trung Trực Phò Nguy Đãi Lĩnh Thiên, hay là ngưỡng cầu thượng đẳng đại thần để ra cứu tế cho toàn lê dân. Dạ. Đây là muốn nói là Nguyễn Trung Trực. Ừ. Thứ hai nữa đó là quyển nhì, nhìn cuộc thế bộn bề sống dậy, ý không phải ngồi khùng, ngồi khùng trí đói, ngồi khùng trí đói, nhìn cuộc thế thấy dân mang xu thế mà thương. Đây là cái quyển thứ hai của ông thánh, gọi là cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà đề cập trong giáo lý Đức Thầy đó. Thì trong cái bài mà Hòa Sang Sự Xế đó, thì Đức Thầy cũng nói là Quỳnh Long Lộ Dĩ Bạch Sĩ Tiên Sanh Nam Quốc Công Khanh ra đời. Ngài là bậc Công Khanh hồi cái thời nhà Lê. À, ông là một trong các vị thánh. Thành ra mà đây là cái quyển thứ hai. Nhưng mà trong quyển thứ hai, mặc dầu cái khởi đầu là ông thánh không nói, nhưng mà ở trong cái bài đó đều có sự lẫn lộn của Phật thánh rồi luận bàn, chứ yeah. không nói riêng. Yeah. Còn quyển thứ ba đó là khởi đầu là ngồi trên đỉnh núi Liên Đài, là muốn nhắc đến ông Cử Đa, ông ở trên cái núi Tà Lên rồi. Yeah. Nhưng mà cái danh của ông đó là Ngọc Thanh là hiệu An Mà Gián Tranh. Cho nên đây là muốn nói đến Cử Đa, đó là cái đạo tiên. Yeah. Nhưng mà mặc dầu trong quyển 3 là cái khởi đầu là nói về cái đạo tiên, mà nó vẫn có những cái là luận bàn trong đó đều Phật thánh tiên đều nó đủ. Yeah. Ừ. Rồi quyển thứ tư đó là Giác Mê Tâm Kệ. Thì Giác Mê Tâm Kệ thì ở trong đó thì đây là muốn nói đến cái quyển của một vị Phật. Cái khởi đầu của cái quyển thứ tư đó là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, là muốn nói cái vị trí của ông Phật. A Di Đà Phật. Nhưng mà các ngài vị trí của ông Phật, nhưng ngài luận ở trong đó đều có phàm thánh, đều có từ cái đạo nhân cho đến đạo Phật. Cho nên trong năm quyển đều ở trong đó nó phân ra là ông thần á, là quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực, thánh á, là Nguyễn Bỉnh Khiêm, nó gọi là Trạng Trình. Yeah. Tiên á, là Cử Đa. Yeah. Gọi là Ngọc Thanh. Phật á, thì cái danh của ngài đó là Kim Sơn Phật ấy giáng sanh rành rành, ngài là Kim Sơn Phật trở lại. Thành ra mình rõ được là năm vị này là Phật thánh tiên thần. Nhưng mà ở trong này không tuyệt đối là mỗi một quyển là chỉ nói riêng về ông thần nói không hoặc ông thánh nói không, mà cái luận giải ở trong đó đều có tục tiên đó rõ ràng hết. Đó. Cho nên như vậy, mình hiểu như vậy thì trong cái chỗ gì thầy nói là trong chốn ấy nhiều nơi trọng yếu. Những cái trọng yếu của cái trong năm quyển đó, nó đều có những cái trọng yếu tu hành ở trong đó để đạt đến cái quả vị giải thoát.
Ai hiểu được cái chỗ này đó thì mới thấy được cái chỗ mà cái đường lối Đức Thầy vận dụng ở trên cái pháp tu đó, dạy từ thấp lên cao. Nghĩa là cái bậc nào đó giác ngộ tới mức độ nào cũng được và cũng có thể thành đạt hết. Chính Đức Thầy nói là tới cái chỗ mà ráng tu đắc đạo của quý vị. Khẳng định là nếu mà cái người mà hành trì đúng theo lời của Đức Thầy sẽ đắc đạo tại thế. Dùng danh từ đắc đạo là muốn nói đến một cái vị trí của cái pháp tu hành thôi. Chứ thực ra nếu mà tìm trở về với cái thể tánh đó, thì chính bản thân mình trong con người đó nó có đủ hết. Có đủ tất cả những cái quả vị mà tạm gọi là Phật, Thánh, Tiên, Thần hay hoặc giả là Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật, vân vân. Bởi vì nó vốn có trong con người, nó vốn có tất cả, trí huệ cũng vốn có tự con người của mình. Tìm ra nó chứ không phải là nó đắc là nó tìm một nơi nào mà có, chính là tìm trở về với thể tánh nguyên thủy của mình. Nó phát sinh ra tất cả những cái gì nó đều có ở trong đó hết. Cho nên thật sự mà hành trì theo cái giáo lý Đức Thầy đó là nó đạt đến cái vị trí của mà giờ tạm gọi vị trí dùng danh từ là Phật, chứ trở về cái nguyên thủy của nó, tâm nguyên thủy hoặc giả là bản tánh nguyên thủy của nó, tất nhiên là thể tánh vô sanh. Mà bằng chứng như Đức Thầy nói niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh, đây là một cái pháp tôi rốt ráo. Cho nên khi mình hiểu được như vậy, mình mới thấy cái giá trị của cái giáo lý Đức Thầy dạy ở đây là tùy theo trình độ căn cơ của mỗi người mà hấp thụ giáo lý Đức Thầy để hành trì và lần bước lên cái con đường giải thoát. Bằng chứng như Đức Thầy nói chỉ một đoạn phân tách giữa hai cái giới thôi, là tỏ tâm sự của người liễu đạo, sách có chữ thâm ân dục báo phận làm người hiếu thảo noi gương. Đây ấy chẳng qua là đạo lương thường, chứ Phật thích lìa quê ngàn dặm non quốc sang rút rừng thăm thẳm, đem thân phàm tầm đạo siêu sanh. Đây là cái cột mốc để cho những cái vị trí của cái người mà căn cơ trình độ nào để thực hiện theo đó mà. Đức Thầy dạy có thể là người tín đồ Phật giáo hòa hảo cũng hành trì theo cái đường lối của Đức Phật Thích Ca, dẫn đi vào rừng sâu núi thẳm để tầm đạo và hành trì và đắc quả như Đức Phật Thích Ca. Chứ không phải nói vị trí của học Phật tu nhân về ở tại nhà không. Thành ra ở đây đó, nhiều khi cái người hiểu lầm chỉ là Đức Thầy dạy là cư sĩ tại gia học Phật tu nhân là chỉ ở nhà tu thôi, nghĩa là cái hiếu đạo luân thường thôi. Nhưng mà đâu có biết là có cái chỗ Đức Thầy cũng tách ra cái đạo luân thường để mà đi theo cái đường hướng xuất gia như Đức Phật ngày xưa. Cho nên Đức Thầy còn nhấn mạnh chỗ Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo mà, đạo đề, thấy một đằng thẳng bẩn mà mới ôi chừng đó mới lại. Thì đây là chính là cái chỗ mà Đức Thầy chỉ cho những cái trình độ căn cơ bước vào cái vị trí như Đức Phật ngày xưa. Cho nên ở đây là đa dạng trình độ căn cơ, có thể là hiểu biết và tìm được một cái quyền diệu của Phật Pháp ở trong cái giáo lý của Thầy. Thì thôi, giờ trong cái giáo lý Đức Thầy dạy rất nhiều cái điểm yếu để cho mình thấy được, để trọng yếu không? Dạ. Điều trọng yếu. Thấy được là cái thể tánh nguyên thủy, thấy được cái con người thật của mình là ai, Phật là cái gì, và cái sự giải thoát nó ra sao. Cho nên thật sự nói huynh đó là mình muốn cho các huynh phân tích nó chí tình chí lý nó rõ ràng như vậy đó, thì người ta mới nghiên cứu, có chỗ để nghiên cứu. Chứ còn nếu mà mình đi theo một cái xu hướng là giống như nó chưa có phân rõ ràng á, người ta hiểu một cách mờ, tưởng đâu là cái giáo lý Thầy cũng chẳng qua là mượn xác ở đồng, hay là một cái dạng gọi là nó chưa phải là chánh pháp. Cái đó thì nghĩa đang lo đó chứ. Tại vì cái Đức Thầy thì dạy chánh pháp rõ ràng, cái giáo lý chân truyền của Phật tổ, mà bây giờ đa số người ta ngoại đạo thì người ta không nói gì, mình nói trong đạo đây là cũng có những người hiểu mà hiểu chưa tới á, cho nên cũng cái sở hành nó cũng còn bị hạn chế. Mà khi nào người ta hiểu rõ thấu đáo hết thì cái sở hành phải tinh tấn hơn, phải lên lớp á, giống như mình muốn người ta lên lớp. Chứ xưa nay thì
Hiện bây giờ thì Nghĩa thấy cái tinh thần mà học Phật cũng rất là quý. Nhiều người cũng tìm hiểu dữ lắm, bên các tôn giáo bạn này nó cũng hỏi rồi tìm hiểu, mình thấy quý lắm. Nhưng mà mình phải có cái người mà để mà nói rõ ràng hơn. Mỗi người một cái tiếng nói nó rõ ràng hơn thì cái đạo nó sẽ có nhiều cái lợi ích lớn. Thì thôi tôi nói về một nét về ha. Mình nói về đại đa số cái hiểu biết đi. Về Phật Thánh Thiên Thần. Thì tôi cũng có nghe hồi trước đây thì cũng có một số anh em cũng có cái luận giải về vấn đề Đức Thầy. Nhưng mà Đức Thầy cũng nói rõ về cái chỗ đó là Đức Thầy cũng đã chuyển kiếp từ lâu, chờ đến ngày đã trở thế, chứ không phải là mượn xác cởi đồng. Mà hiểu theo một cái Phật Thánh Tiên đó, mà Thầy nói kể từ nay tiên Phật Thánh Thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết, mà chỉ thấy là một cái xác Đức Thầy thôi. Vậy thì Phật Thánh Tiên như vậy thì nói Đức Thầy là Phật, ông Thánh ở đâu, ông Tiên ở đâu, và ông Thần ở đâu, ông cái tướng thân tướng như thế nào và hình thể như thế nào. Nhưng mà không thấy, mà tại sao Đức Thầy nói là để từ nay tiên Phật Thánh Thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết, mà cái giáo lý Đức Thầy đó thì nguyên cái quyển Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ đó lại là viết trong đó có đầy đủ Phật Thánh Thiên Thần. Cho nên ở đây mình phải hiểu là Phật dùng danh từ Phật là để tạm gọi cái tên, để mà cho chỉ cho cái bản thể của chư Phật. Cái bản thể của chư Phật vốn là một cái thể tánh, nghĩa là vô sanh, và cái thể tánh không sanh không diệt. Thể tánh này nó ở trong một cái thế giới vĩnh hằng. Cái thể tánh nó hòa vào hư không và ánh sáng hư không, hòa vào vũ trụ và ánh sáng vũ trụ. Cho nên là nó phủ hết tất cả những cái mà người ta gọi là vạn hữu. Cho nên Phật dùng danh từ để tạm gọi, chứ thật ra cái nguyên bản đó nó gọi là thể tánh nguyên thủy. Nó có đầy đủ tam thân tứ trí và nó có đầy đủ hết. Nhưng mà Ngài là một cái thể tánh một cái ánh sáng và một cái sự hào quang. Dùng danh từ hào quang là muốn nói đến một cái ánh sáng của cái tri thức hiểu biết, cái biết của Ngài, nghĩa là cái hiểu rộng của Ngài đó. Dùng cái ánh sáng, dùng danh từ nó gọi là cái hào quang. Cho nên đây là một cái ánh sáng của Phật, là nó phủ cả tất cả vũ trụ rồi. Còn tiên đó, ánh sáng của tiên đó, thể tánh của tiên nó chỉ phủ được cả cõi trời thôi, chứ không thể phủ lên tới các cái cõi Phật nổi. Cho nên ánh sáng này nó có giới hạn. Ánh sáng của thánh đó chỉ phủ vào một cái cõi người thôi. Cho nên các vị thánh đều là nhìn thấy biết cả là tri bá niên tiền, tri bá niên hậu, chỉ biết ở cái cõi người. Chẳng hạn như từ ngày mà Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc giả ngày xưa mình nói về Gia Cát Lượng, Tri Bá Niên Tiền, Tri Bá Niên Hậu, hai hoặc giả là mà như các vị thánh như hồi trước, thì chỉ là phủ cả cõi người. Nhưng mà thần thì có giới hạn, chỉ ánh sáng đó chỉ phủ cả một đất nước, hoặc giả là một cái nước nhỏ hoặc nước lớn. Cho nên gọi là trung quân ái quốc. Như vậy thì ánh sáng hòa dùng cùng ánh sáng. Ánh sáng chư Phật phủ cả ánh sáng của tiên và thánh thần. Nó gọi là ánh sáng hợp thể. Đứng vào cái vị trí mà khai đạo và dạy đạo đó, dạy đời đó, các ngài ánh sáng hợp thể của Phật Thánh Tiên Thần. Cho nên nó không có thể tướng. Thì làm gì có người này đứng ra, người kia bước vô, mà gọi là thượng sát cởi đồng. Cho nên ánh sáng hợp thể này làm theo một cái sự ứng dụng và cái hoàn cảnh để mà thể hiện thôi ha. Dạ, để mà ứng dụng cho nó hòa hợp. Ví dụ nhưng là khi mà đất nước Long Nguy đó, thì cái ánh sáng của vị thần đó đứng ra để mà ứng dụng trong hoàn cảnh đó để bảo vệ đất nước và trung quân ái quốc đó. Mà hãy nói về cái kinh tế và đời sống của nhân dân và con người á, thì cái ánh sáng hợp thể á, ở trong Phật Thánh Tiên Thần thì có vị thánh
Ngài thể hiện cái sự sống lo cho toàn dân về vấn đề kinh tế và đời sống. Còn cái ánh sáng của tiên đó, Ngài chỉ cho con người sống trong thể tánh trong sạch và tạo nên những cái sự mà an lành và đem lại cái phúc báo cho mọi người. Còn ánh sáng của chư Phật là đem đến cái sự an lạc và giải thoát. Và cái ánh sáng của chư Phật đem lại cái ánh sáng để mà đưa con người ra khỏi cái sự mê, ra khỏi cái vô minh, đạt đến cái trí huệ bát nhã, là đi tới cái nguyên bản, nó gọi là nguyên bản vô thủy. Ta dùng danh từ là trở về với cái tâm nguyên thủy của nó. Trở về tâm nguyên thủy của nó là trở về cái thế giới không sanh không diệt, cái thế giới của cái cõi vĩnh hằng. Nó không còn ở trong cái giới hạn nữa. Đây là cái vị trí của ông. Cho nên nó gọi là ánh sáng hợp thể của Phật Thánh Tiên Thần. Chứ đừng hiểu lầm là Phật Thánh Tiên Thần rồi mỗi ông đều riêng riêng thì không. Bởi vì nó không còn cái xác thể của trần tục, nghĩa là xác thể của tứ đại rồi đó. Chỉ là một cái ánh sáng, nó là cái nguyên bản vốn có. Mà hôm nay á, Đức Thầy nói nó gọi là bản tánh. Còn là Lục Tổ Huệ Năng gọi là Phật tánh. Phật tánh là muốn nói cái nguyên bản vốn có của nó. Cho nên như vậy thì ở đây đó, mình hiểu được như vậy, mình mới thấy là cái vị trí của Đức Phật Thánh Tiên Thần mà hôm nay Đức Thầy gọi là kể từ nay Tiên Phật Thánh Thần, mượn cái xác này để mà dạy đạo. Thì các ngài gọi là hợp thể của ánh sáng Phật Thánh Tiên Thần. Nó gọi là hợp thể của cái nguyên bản đó, hay là cái thể tánh vốn có. Tùy theo hoàn cảnh mà ứng hiện đúng không? Dạ, tùy theo cái hoàn cảnh đó, mà trong một trong những ánh sáng của các vị đó để mà ứng dụng, để mà làm phận sự. Chứ không phải chứ là xưa nay ta hiểu là ông này ra tới kia vô, ví dụ ông thờ ông cử đa ra, ông muốn dạy tiên thì ông tiên vô, muốn dạy thánh thì ông thánh vô, nhập ra nhập vô vô dạng vậy đó. Cái nguyên bản vốn có rồi. Xưa nay là hiểu vậy đó. Tôi nói giống như là một cái ánh sáng đèn mà nó gọi xuống trong này có 5 người. 5 người cũng ở trong một ánh sáng. Chứ nó đâu có ánh sáng riêng ở đâu. Ngồi ở trong một ánh sáng à. Làm việc chung ở trong một ánh sáng đó thôi. Vậy thì nó đâu có ra rồi đâu có vô. Nếu mà ra khỏi ánh sáng rồi đó, ông làm gì? Nó là một ánh sáng. Nó gọi là hợp thể của thể tánh. Hợp thể của thể tánh vô sanh. Thể tánh chân như hợp thể của cái thể tánh, nó gọi là thể tánh của chân không. Dùng danh từ là thể tánh của chân không. Ánh sáng hòa vào ánh sáng và hợp thể thể tánh của chân không, Phật Thánh Tiên Thần. Cũng như con người của mình bình thường khi chết rồi đó, khi mà con người chết có nghĩa là cái linh hồn, mình dùng danh từ tạm gọi linh hồn, chứ thực ra nó là cái, nó dùng danh từ nó là cái thần thức của mình, hay hoặc giả thần hồn. Nó ra khỏi cái xác này nó là cái gì? Nó là một cái ánh sáng. Để tôi nói cái điểm này cái gì đó. Khi cái người mà không tu đó, cái người đời, có nghĩa là người sống trong một cái danh lợi tình tiền sắc tài sắc đó, tối tâm rồi đó. Khi mà tới mà cái tuổi thọ họ chết rồi đó, họ hết rồi đó, thì cái xác này đó, cái thần thức của họ xuất ra khỏi xác, họ chỉ là một ánh sáng thôi, đom đóm thôi. Nó bay ra khỏi ánh sáng đó, cái xác thân này nó chỉ là một ánh sáng, rồi nó sẽ đi tìm một cái cửa để mà tái sanh. Là cái cửa đó nó thu hút, cái cửa đó là một cái cửa tạo nghiệp chướng của họ. Còn cái người mà có tu và có tạo cái phước báo và cái ánh sáng của trí huệ và cái đức đạo độ của họ, cái tùy theo cái ánh sáng lớn hoặc nhỏ, rồi có cái cửa để cho họ tái sanh. Chỉ trừ ra cái bậc mà đã làm chủ mình ở trong cái thể tánh chân không, nghĩa là trở về với cái không rồi, thì họ chọn lựa cái hướng đi, nó không có cái nghiệp thức để dẫn đó. Còn nếu mà cái người giàu có cái trí huệ, hoặc giả là có cái phước báo, hoặc có đức độ, khi mà họ bỏ cái xác này ra, họ đi theo cái niệm cuối cùng là nghiệp ái, phiền não và tham lam, mê si.
nghiệp ái là chứng minh cho cái người xuất ra khỏi cái xác này rồi họ đạt nặng nghiệp ái thì họ sẽ đi theo cái tái sanh nghiệp ái đó. Bằng chứng như Đức Phật ngày xưa đó nói về cái tham lam của ông trưởng giả, ông tham lam của cải ông giấu rồi, khi ông lâm chung ông tắt thở rồi thì liền tái sanh vào, đi vào cái cửa của con chó để mà đi vào cái bào thai con chó mà tái sanh làm chó để ở đó giữ cửa. Khi Đức Phật đến rồi nó sủa, Đức Phật nói ngươi đã vì cái sự mà tham lam của cải mà tái sanh làm chó, vậy mà ngươi vẫn còn cái gìn giữ nó sao? Thì nó buồn, nó bỏ, nó chạy vô dưới đó, nó nằm rười rượi. Rồi ông này ông mới hỏi tại sao Đức Phật nói cái gì mà làm con chó của tôi bữa nay nó buồn dữ vậy đó. Rồi Đức Phật mới nói như vậy. Thì như vậy á, thì cái niệm cuối cùng con người mà xuất ra khỏi xác rồi đó, cái gì tham lam của cải quá nó phải vào cái cửa tái sanh của nó để giữ của. Bởi vậy tại sao mà các vị như Đức Thầy nói là khi cái người chết không nên kể lễ khóc than, sẽ làm trở ngại cho anh linh, thì siêu thoát của anh linh ha. Đó cho nên như vậy đó, là cái người này đó, trong cái lúc cuối mà xuất ra họ khởi cái niệm cuối cùng của họ gì đó là nó sẽ bị cái niệm đó nó thu hút vào cái cửa dẫn đi để mà tái sanh. Mình thấy như vậy thì con người mình đó, khi mà hiện tại mình còn mang xác thân này á, khi mà đã tắt thở rồi á, nó còn là cái gì? Nó là một cái ánh sáng, trở về một cái ánh sáng thôi à, chứ nó không có là cái thân thể là cái gì. Nhưng mà chỉ trừ ra đó, nó có một cái trường hợp ngoại lệ, nó gọi là quỷ thần, thì nó có một cái ứng hiện cái thân thể của nó được. Cái dạng này nó dạng ngoại lệ khác đó. Thì như vậy thì mình đã biết được như vậy. Ở đây là cái nguyên bản Đức Phật thì nó cũng vậy đó. Cái nguyên bản Đức Phật là một cái ánh sáng, cái nguyên bản của thánh thì ánh sáng, nguyên bản của tiên là một ánh sáng. Bằng chứng như cõi cực lạc, nếu mà thật sự là cõi cực lạc có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó, thì lúc cậu anh sĩ, mẹ của cậu anh sĩ cõi cực lạc xuống là bằng thân thể 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rồi. Nhưng mà bà xuống bằng mẫu thân thể bà lão già mà đội cái lúc Quan Âm, muốn thể hiện cho thấy đó là cái quá thân của một cái người ở cõi cực lạc, thân tướng bằng cái bông sen thôi. Khi mà ứng dụng tới những cái hoàn cảnh nào, ở trong cái thế giới nào và nó phù hợp đến nào, ngài quá thân vào cái tướng đó. Chứ nó không phải cõi cực lạc là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như con người của mình như vậy. Đã nói là liên quan quá thân thì đó là chỉ là cái hoa sen, nó vi diệu hơn. Còn nếu mình nói là nó có hình có tướng nó khác nữa, cái này là sự vi diệu á. Cái đó là cái bằng chứng. Nó như là có anh sĩ nhìn thấy tất cả những cái hoa sen. Hả ngài nhìn vào hoa sen nào thì tự hoa sen ứng ngữ. Nhưng mà khi mà hoa sen đó muốn hiện tướng nào thì cái tướng đó sẽ hiện tướng ra. Dầu cho 32 hay là bao nhiêu tướng thì vẫn hiện được như thường. Thành ra không có quyết định số số tại mình cho số vậy thôi. Mình có cái quy định là nó giới hạn thôi, chứ đã thiên biến vạn quá đã rồi. Đi đến cái chỗ mà quá thân rồi thì thiên biến vạn quá rồi. Làm gì lúc mà có rồi. Những cái 32 với 80 dạ nó vậy đó. Tại vì mượn con số để nói là cái số nhiều, số đẹp nó lớn gì đó, chứ thật ra thì các ngày thiên biến vạn quá rồi nó dạ. Nó đâu còn cái số để tính điểm nữa. Cũng như mà khi mà đại đệ tử của Đức Phật là Xá Lợi Phất, khi ngài trở về để viên tịch, như vậy thì ngài xin Đức Phật trở về quê mẹ, rồi ngài viên tịch, ngài đã đi vào Niết Bàn. Từ nay ngài không còn tái sanh nữa. Mà Niết Bàn là gì? Niết Bàn là một cái thể đánh không sanh không diệt, thì nó đâu có cái tướng gì mà để mà luận. Đi vào cái thể tánh của Niết Bàn rồi là cái thể tánh vô sanh rồi đó. Bây giờ nó có tên có tuổi gì không? Ngài đâu có nói tôi thì về đó tôi làm ông Phật hoặc giả ông Thánh ông Tiên hay là ông mà ông Cồ Đàm ông gì.
mà trở về với cái thể tánh nguyên thủy. Niết bàn tịch tịnh là ngày vô sanh hả? Niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Dạ, đó. Đường vô sanh. Dạ, đó đó. Cho nên thầy mới nói là hãy tìm kiếm cái không mà có hay là không không mà có. Cho nên trong cái giáo lý Đức Thầy, những cái mà nó siêu việt ở trong đó đó chính là những cái lời Đức Phật Thích Ca ngày xưa Ngài đã nói và dạy các đại đệ tử đắc quả từ La Hán cho đến các cái quả vị Tu Đà Hoàng.